Xin chào cả nhà buổi trưa. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chị bữa nay đi bắt cá nha. Gán kiếm cá gì kho tiêu cho chị mới được. Bữa nay cho cô Loan trải nghiệm cách bắt cá ốp lý vô bể con cá. Để chị Loan hỏi ốp mé là làm sao. Ốp mé là sao? Đây. Cái dao để người ta chặt cỏ đó, nói ghê quá. Xuống đi chị. Rồi cái hàng xuống đi. Ta nhân vật chính mà hỏi ta đi không? Hỏi thử gì không à? Sức bớt đây. Xuống. Thứ nào đây bạn? Thẳng thuyền ra bạn. Khơi. Biển ra khơi. Đưa cháu này lên đi học không? Đó đó, đưa đi học đó. Vậy là lên cái cậu này đi. Đây là con trai Út của anh chị, con trai thứ ba của anh Cường Canh Cúc. Đưa cho nó đi học trước đi rồi mình mới đi bắt cá. Con học lớp mấy rồi Bin? Sao cái đầu của mình nó khảnh như ta? Không lẽ mình nặng hơn đẳng? Em với chị Thủy đi chú Út nặng hơn đẳng chứ. Ở đây là hạng siêu mỏng không à? Anh có tự tin với chuyến đi săn bắt lần này không? Tự tin. Ghê ta. Mà thấy không, anh dạy đi học ngoài chợ chứ cũng cách khoảng 7 cây số. Rồi nhỏ đi bằng gì? Dạ xe 50. Xe 50 bữa anh Cường mới mua hả? Ừ. Đúng không? À cái này là chị thử ra làm sao luôn đi. Mình ốp bể dưới trước đi. Bể nào? Dưới luôn. Bữa nay là chân ốp ơi. Cái lưới mình chắc vừa cục nè. Dưới phải được cái tay lưới lớn cái mình ốp một cái không hết trơn. Tay lưới lớn của mình nó rất là thưa, cá chốt nó lọt hết. Con nổi rồi bạn. Thấy trong đó cái vàng đế trong đó em thấy cũng dữ lắm rồi nha. Từ từ. Ngồi vậy. Đưa bạn lên dẫn trước đi. À, giái chưa? Chưa. Giái Út. Thả ra nha bạn. Bắt lươn cá với lặn cá. Có đem thao lấy cá không? Mình hồi đó mình lấy nó trên sườn luôn, chạy thả nó trên sườn luôn. Đây cái hàng bị cảm nữa này cả nhà. Đổi giọng luôn. Xíu chưa về ăn cơm xong em uống nữa. Cái xuồng này để sao cho hợp lý không Nguyễn? Hả? Chưa bữa nay là mình dùng cái biện pháp này mình có làm nhiều lần nha cả nhà. Bữa thằng có nói là chừa lại những cái cục cỏ này để có khách về á, mình cho khách trải nghiệm. Thì bữa nay có chị về cho chị trải nghiệm. Gì vậy? Đừng nút bạc chứ vậy? Hả? Hút nó luôn. Hút nó luôn. Ủa cái vô mày lãng bạc thôi. Bạn. Ơi. Cậu bộ cô gì bự như vậy? Thôi. Lôi lôi cái xuồng qua lấy cá. Vậy khai trương con cá gô rồi. Cá lắm mà. Hả? Giọt vậy. Trời đã anh tự tin mà anh. Có bạn mà. Sao? Chỉ có bạn làm được thôi. Tự tin tỏa sáng. Khai trương con cá gô mày nha cả nhà.
đây có dây giác nữa nè. Dây giác hả? Rồi có dây giác hả? Ê dưỡng nó lại nha, đừng phá dây nữa nha. Ờ trên có trái ngon kìa. Có hồi hái về nấu canh chua luôn. Ít quá không đủ. Đã là đủ mà cho giác không đủ. Cây hả? Ngay chân chỗ này cái đám đế này vậy mà hy vọng là có nhiều cái chốt nha mọi người. Rồi con tôm nước ngọt quăng lên luôn cua đồng nè, đó là cua Bắc Kinh đó anh. Sao nãy mới nói gọt gẹt hổ? Không có rồi, coi chừng nó rút vô hang. Mà vô hang là cá chốt với cá rô á. Sao nghe không nhà e nghe ai la cá mắm gì chưa người ta? Có chứ. Cái gì? Cái gì đó? Cá rô nữa hả? Cá rô mềm nữa rồi cả nhà ơi. Móc vô chị. Chừng nó nhảy đi, chừng nhảy. À, cái rô ngon. Lỗ đại với xuồng không? Cái gì mà có câu gì tí luôn nha. Ừ. Rồi, nhà đó. Nghe chú Út Vinh Nguyễn thì thầm một điều không được vui rồi, cá xịu à. Ổ cái rô này là đủ rồi chị Hà. Ờ, có không, có không? Có chứ. Ủa Giang sao không gom đế lên đi kìa hai bác. Bên đây Út với Nguyện dọn xong rồi kìa. Cũng phải chặt á chứ không nổi đâu, cứng lắm.
còn con dao đây nè. Đâu, còn. Ủa hết cái cục này mình còn cái cục nào nữa không vậy? Này này. Cái bên luôn hả? Chào bạn. Chào rồi. Tình hình căng quá hả? Trời ơi, mình sắp há trước rồi. Trời ơi. Khó là dữ lắm. Hay quá anh Lâm ơi. Một con này được không? Hai đó. Con đó nữa hả? Hả? Con mì nữa không? Không có cá bự rồi bạn. Nước hay lớn à? Hang cá gì vậy mày? Cá rô. Cái bụt này cá rô không rồi mọi người ơi. Gì vậy? Cá rô còn cá rô mày. Cú nu không giờ. Có đụng cái chốt không? Không có cái chốt. Chị chưa thấy anh Nguyện giật cá lóc đâu. Ảnh mà giật con cá lóc lên ha, mà nếu mà chị mà đứng ngoài sau lưng cá lóc nó đụng chị mắc thở liền. Em đi với cái câu với ảnh này em phải né dữ lắm luôn. Có cá lóc nó bắt được không? Cái gì? Bắt luôn đi. Đó, bắt luôn. Trời. Ui. Dính cá lóc rồi. Bự luôn. Còn không anh? Còn không? Dính rồi. Ôi. Ôi, hai con hay gì ta? Wow, hai tay hai con. Mới nhắc trời quá tuyệt vời. Đẩy đẩy cái gỗ lên Lâm ơi, lấy cái gỗ đẩy lại. Mới nhắc cá lóc. Hồi sáng. Có chỗ chỗ này không có rồi, cái ca gì mình có cơ hội nhiều mà. Còn hai ba cơ hội gì nữa. Không thì mình bắt bằng cách khác. Dặm dấu. Dao bén ha. Dao bén. Rồi đây dao của bạn Nguyễn. Đây con dao này nè. Vậy sao bạn, cái đó chặt nữa không bạn? Được. Hả? Vừa lấy vừa được. Được, được không? Nắm được không? Được thôi chặt hả? Trời gì chứ mình đẻ lái rồi hay. Chú như giò. Chú như giò. Chúng ta phải nhìn hay ra. Mắt cá lóc nữa đó. Cá lóc nữa đó Út. Còn vô lưới mà nói còn trong lưới mà. Cá lóc á, chứ phải cá phi là nó phóng ra rồi. Bỏ lưới lên. Y như cũ như cả nhà, phải có cái chân của quay phim ngồi đây nè để dịnh lưới. Không chân hết cái vậy đó. Bỏ bỏ miếng nó lên xuống. Có gì nó phóng xuống luôn rồi. Ê, con cá phi bự. Cá phi. Thấy chưa, chạy nó tự phóng lên xuồng luôn. Anh Lâm né né chuẩn phóng chúng anh á.
cá phi bự. Cái gô bự. Trời ơi cái hang, cá rô. Vô đi con, đừng phóng con. Kéo lưới vô thì nó đâm. Cái đâu à? Cái này. Kéo cái kéo diện vô. Đang kéo. Lúc đó giả giả làm cái quà luôn. Đó. Chưa chưa còn trong lưới. Cái chỗ cỏ chỗ đó kỳ quá. Con nào nấy thì đã thì ta. Cái gì đâu sao ơi. Lưới ra vô đi. Rồi vô xuống luôn à. Chút xíu nó phóng hoạt động hồi nó phóng à. Đây dục cái bịch khăn lại đây em có túi không? Rồi để nó đi chị Thủy, để em đi chị Thủy. Được rồi. Để em đi. Đó chị. Tìm ngay cô Loan phóng luôn sao ơi. Cá lóc ơi, cá lóc không nghe chị Loan, cá lóc ơi. Đưa đi nghe, em đắng, coi đắng nha. Dưới sát thì theo ở chỗ dưới chân này nó. Ủa, hồi sáng con mua bao tay mới, sổ không lấy. Quên nữa rồi. Cái bao tay đó bắt cá ngon hơn. Bắt cá đó hơn thôi. Bảo con cá phi bự. Mày nó bự, hay quá. Cái gì là câu đâu. Hay, hay. Câu mày nó bưởi nữa hả? Mày nó chị. Mọi người sẽ hối hận gì không đi theo mình. Mày không cần phải câu mà tất cả chờ đợi. Tự nhiên nó lại phóng luôn. Hỏi cần câu gì hết trơn. Hai chúng đi hạ xuống cho Lan con giảm bước ra con. Mày hả bưởi. Chú kéo bưởi luôn. Mày hả bưởi. Còn nữa, hỏi phóng nữa nè. Mà cá ở dưới sông này nó nhìn nó mập hơn con cá trên ao của em. Cá này thiên nhiên mà. Dạ. Rồi buông đi, buông xuống đáy bế đây đây. Đó, bay lên nữa. Bè. Mày nó dư dư nồi kho. Dư. Cái dao á. Cái dao này đào được nè. Đào cái hang gì kìa. Hang hả? Hang có thể có cá lóc. Cây mấy cái cây cái bao tay gì mà hãm như cái tuột hoài vậy. Trời ơi, bắt cá bự cái tuột gì đấy. Nó lại đi sát không quá nhiều qua qua cái đó. Cát á. Cát luôn rồi. Để bắt mấy cái gô này. Nhảy nha. Đấy chiều mình con dại mình thả gì. Chiều nào đây xuống gì sao à. Chắc người tắm các kia ta có rồ quá. Vớt mấy cái đó đó kéo lên.
lần bên này bỏ cá luôn cũng mệt. Nãy đi mua quần sọ còn kia không hay quần sọ. Đâu là em xuống suối, em đâu nghĩ là suối gì ở đây có suối. Về miền Tây mà kiếm suối. Bỏ tay bà thì em đâu có mua qua, em đâu mua quần sọt đâu. Mấy con kia mua mà. Còn có cái vô bự mà bắt được bạn. Cái vô bự bắt được, ráng bắt đi. Sao bắt được? Tại sao? Dừng nhỏ quá. Vậy tha nó đi. Hay núp cổ nó ra. Nó phải mắc cào vô. Đưa sát tôi để dao bỏ lên trên nó đi vào bể kia lớn đúng rồi đúng chuẩn bị nha lên lưới rồi đi nhảy lên xuồng nãy nhiều chưa hết rồi nhảy xuồng được mấy con cá ba con còn cá sặc kìa đó vô xô luôn vô xô luôn mày cá bưởi mày còn nữa là kiểu rồi. Ôi vô còn nữa rồi bạn ơi. Rồi đây bự bự không bỏ bỏ đi anh. Còn nó bỏ đi nhỏ. Con nó bỏ đi. Lòng tông lòng tông. Lòng tông chừng nữa đi về vớn nhà mình nhiều lắm. Đó. Mày hả bự. Nước lớn con cá già mà. Cá chốt già. Cá già thì cho đầu kiếm. Nước lớn là bọn nhóm lớn là cá chốt ra liền. Cua rồi. Cá rô phi, cá lóc, cá rô đồng. Mình lựa đi. Đó, cá phi ta. Mày hả bự. Ủa cá chặt nè. Có con cá phi nữa kìa. Thằng này bị nhỏ, dục, bự là con tha đâu. Gì? Đang là kiếm. Lòng tông, lòng tông, lòng tông. Lòng tông. Lòng tông. Bắt lòng tông đi. Lòng tông nữa. Bây giờ mình đổi một vỏ cho bà chị lụm đi. Mình chuẩn bị mở cái máy đi. Vậy đi. Ở đây đi lụm đó. Đó, đó, vậy đi giờ mình tranh thủ mình làm cái máy đi đi nước lớn. Bà ngồi im đi bà thầy. Mấy anh nói cái này không có sợ. À đúng rồi, có cái chốt. Cái này cái lòng tông hả? Ừ. Lòng tông à. Cá rô đồng, cá rô phi với lại cá lóc. Ôi nó mát. Qua cái gà, kéo chừng nó gà để dưới dưới cỏ bạn ơi. Qua cái bể kế bên luôn. Đây rồi, kéo đi. Được rồi đấy chưa? Vô đi. Vậy là mình trải lại gì cái cũ nữa nha. Vô đi. Nhưng mà hướng khác. Xin lỗi bạn ơi, nó không nổi rồi. Bị cỏ rồi bạn ơi. Mở gì kìa? Bị cỏ rồi bạn ơi. Đứng ở đây được không hay là di chuyển chỗ khác? Hả? Cái xuồng á. Ở đây đi cho nó. Đây luôn rồi. Nào cũng mắng chân mà muốn di chuyển lên gì? Di chuyển. Di chuyển thấy khác. Cái này mình cũng ớp lưới rồi mình dọn một mình với lại dọn lưới ra cả nhà. Chút xíu mình coi nó cá. Đây lặn sát không? Đó rồi, sát rồi. Cô Lý rồi bạn ơi. Thấy cái này giống chừng ngon hơn cái bên kia. Lên quá bạn ơi. Rồi. Mình làm cái gian nãy nha, mình hứng cá vô phi vô xuồng nữa nha. Cái này mình hứng cá lóc vô nha. Oh. Này mình hứng cá lóc vô xuồng nha. Cá vậy thì chị lo hết hồn. Chắc ok bạn luôn, ngon luôn các bạn. Mấy cọp nó nắng rồi đó. Được không? Đi, chào.
không đậm những cá rút vô vậy. Để chặt mấy cái giềng này đưa. Tấn cá luôn rồi nè. Đây là cái bể thứ hai. Mình chặt cho mình luôn chừa cái phần gốc của nó lại nè cả nhà, mình chỉ chặt những cái phần thân già thôi. Rồi cái này xong vài bữa nó cũng ra lại. Bạn to là nha. Được rồi đó qua. Giết chiều cháu bạn thấy luôn vô luôn ta. Đây là mấy con cá nó buồn đó. Có bạn ăn nó không nó già sao. Đó, bạn giải thích nữa. Cá chứ, rồi đem lên xuồng được rồi đó chị ha, lấy cái giò đập nha. Dở lên cá luôn nè, thấy không? Sao mình không chịu làm cái gì mà giống cái bẫy chuột ấy là cái bao lưới ở ngoài á. Để trả chuột. Ờ trả chuột á. Làm cá hả? Đâu được, nó rút. Nó rút vô hang. Dạ. Ý là chị nói để trả chuột. À mùa này không có trả chuột. Dạ. Còn lúa, không có chuột được. Chuột là hè. Hè chị về mới có chà chuột. Chuột bán ở ngoài chợ. Nó... Đó, cá sống nha. Cái này mình là kéo lưới lên xuồng đi. Con cá gì nó đảo đảo như lọt hoài bạn ơi. Hốt nó lóc lóc. Hốt lóc. Giỡn mặt với tôi bạn ơi. Đó, cái gì dữ vậy? Trời ơi, khổ cá vô luôn mày. Còn có con cá nào ngon bắt trước không? Cá bự bắt ra ngoài, cá nhỏ thả nó lại nha. Thả nha. Trời ơi, lấy cái gỗ đi. Cái ê, cá phóng lên nữa rồi. Ô. Nó phóng sau lưng với Hằng. Rồi. Đó. Đó, không nhảy nha. Làm cái nha. Còn cái mặt tiền nó đông vô. Đừng có vợ, để cái lưới đi trang vậy đi, đừng vỡ, tại còn cái xuồng bự lắm, nó không ra khỏi đâu. Mình đừng vỡ quá. Rồi, có chốt đây. Có chốt đầu tiên. Có chốt đây, có chốt đầu tiên. Sợ là cái chỗ sau lưng chị Long á, là nó mới phóng á. Nè, có cô biển nước ngọt nữa rồi nè. Vô này. Chiều nay mày đi sẽ đi chung với đồng bọn mày. Đồng bọn nước mặn. Quá trời cái hang này cá vậy ơi. Quay con môi nó ra nè, con môi cho nó ra ngoài nè. Trời ơi, cái vô này ăn được không anh Lâm? Sao nó bự dữ thằng vậy? Được chứ. Môi cho nó lội vô ngoài. Trời ơi, cái vô gì mà đụng nó muốn sụi cái tay trời. Cá kiếm nữa anh Lâm ơi. Nè. Đổ ra ngoài. Cài cái kiếm này. Ô mày áo bự mày. Ý. Trời ơi. Ý. Phóng một con nữa. Trời ơi.
còn nữa nha thôi. Phóng bị mạnh mạnh không hả? Lạng lạng đây nè. Cá phi phóng sau lưng chị vậy đó. Đảo đảo với mình tôi á. Trời ơi. Ông gỗ rồi giờ còn không quá trời nữa. Cá nó phóng vô mặt. Cá lóc rồi. Cá lóc rồi. Đó. Phóng vô lưng vàng. Trúng mặt rồi, đã quét luôn. Cá quả cái muốn mắc sợ luôn. Này kia nó đụng nó hoài. Không, nãy giờ đâu có ra. Đó. Có ra chưa? Không. Con cá bự này nãy giờ nè. Đó là thủy. Rồi. Ê mẹ rồi, không có ra được với chế đâu. Mày, cái này nè. Tôm hả mày? Tôm nè. Mày, không mày. Mày á bưởi. Đâu có lời nè. Đưa lỗ rồi. Có cá chốt rồi kìa. Wow, cá chốt. Chị luôn đó hả chị Thủy? Ờ, nó chảy vô ngay lòng chị luôn. Trời ơi, cá vô nè, được không anh Lâm ơi? Wow. Trời ơi. Con cá rô. Có cá chốt đi. Khủng khiếp thiệt. Chỗ này đúng luôn rồi bạn ơi. Này hơn cái nãy nhiều rồi. Hơn, hơn nhiều. Cái này trên nước mà. Có tàu tới mọi người ngồi vững nha. Lăm 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 lăm. Đi đâu chạy anh nó lên đi. Nửa thùng rồi. Lâm ơi. Ôi chú, con cá nó phóng vô đảo quét mắt chưa rồi kìa. Thương cái chân mắt đỏ quét luôn rồi, đỏ tươi luôn rồi. Cá chốt. Wow, hết hồn cá chốt rồi. Chốt, cái chốt. Quá chặt.
không lầm hên thì ghê, đại cá ghê hồn thiệt. Chốt ít chứ ta. Ít nước lớn. Đặng cá là còn cá chốt nước lớn mà ra ngoài. Bung ra ngoài. Làm sớm nè. Làm sớm á, cái bữa cấp này nấy nước dòng á. Là dưới cá chốt luôn. Đây. Thủy ra bắt được một con cá. Thủy giỏi quá. Quá giỏi quá đi. Cái Du Phi. Quá đi à. Cái Du Phi nãy nó đung đung mắt chết rồi. Bắt rồi. Bắt rồi. Bắt được rồi. Bắt ngon chưa? Nó đại. Đi cá đại. Phải đặng vô đi ăn ơi. Rồi. Nãy anh bắt thì anh sống còn cá này ra. Ủa anh Nguyễn, quay qua đây con Nguyễn. Sao lũ mũi đổ máu rồi? Bị con cá luôn. Con nào vậy? Trên sống mũi, giữa sống mũi luôn. Dạ. Thấy hồi nãy con cá nó tung anh là tung ngay vú phải không? Ngực. Ngực vú. Ấy giời, con bự quá nè. Giọt của em bạn thôi. Quỷ bạn à, là mình cũng giật mình nữa, tưởng đâu cá bự thiệt. Cái bạn bắt cá lóc giết bạn ngơ cái này cho anh Lâm nhảy xuống mà mới cảm giác anh Lâm ơi. Chân đang bị cái thẹo. Ừ. Sức kìa. Phải không bị thẹo xuống bắt cá được rồi. Trời ơi. Đó, con gì? Thiếu nó vô xuồng nữa rồi. Con gì? Phi. Chưa xác, xác vô chút nữa bạn ơi. Bên đây là con cá. Vô cái hố này chưa vậy? Đây nè, còn chỗ này chưa nè. Thì còn khúc luôn chỗ khúc đó. Chưa. Góc này con làm rồi. Có chạy cây à, Phan bạn ơi, cây dữ lắm cây bạn ơi. Chỗ này. Nguyện lên lưới rồi kìa. Nè nè, vô nè. Vô nè. Ra đây. Vô. Giả lên bạn ơi, giả ơi. Cá đâu mất tiêu rồi. Có nhiều lắm. Nhiều lắm đó. Ủa con cá này. Đó. Nó quậy ra, quậy từ đời tới đó. Thức hết đổ vô đây luôn hả? Chưa nữa. Đó. 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 Wow, đây nó to. Toàn chú nè. Thủ phạm. To vô thuận nó to chú. Mày hắn bự. Thủ phạm. Cần gì đi câu anh Lâm hả? Câu ra con nhà hay gì? Câu ao mạnh nè. Ôi lỡ mấy cái vụt lập tiếng bự. Tao ngầm nè. Con bự mới lấy. Con bự mới lấy. Cái đồ kìa. Ồ hai cái chốt bự gần rồi. Giấy người ta đi hút bỏ mấy cái nào mình. Đủ chảo kho tiêu chưa cái chốt á? Hai tấn lên một tấn rồi đó, ngồi đó mà đâu mà không đủ em. Quá xa rồi. Quá sát và xa rồi. Có này nhỏ nhỏ à. Đây, ngủ đây. Mới mốt bự có. Phóng xăm đi. Mới mốt bự là nặng.
mấy con. Mình nuôi bự đi nha, bự nè. Rồi có này dính nữa. Cái gầm nữa. Cái gầm có cái này dính. Gầm, gầm, cái gầm. Cái gầm, gầm khô khô luôn. Biết cái này không? Biết. Cái đó đủ lực nữa đó. Đỏ lắm hả? Đỏ tươi rồi. Nghe nặng mắt rồi. Nè nó đâm mà cũng muốn thở không nổi. Cá phi nó phóng dữ lắm. Bây giờ đi nữa không hay về? Thôi về, về, về được rồi. Một rồi nè. Đủ cá rồi. Có cá chốt là được rồi. Có cá chốt cho chị là đủ rồi. Cá chốt với cá lòng tông kho là đủ. À, chị lo với chị Thủy với anh Lâm thấy cảnh này nó làm sao? Quá cực khổ. Quá thu hoạch nè. Quá cực khổ, quá gian nan. Lấy cái nồi. Đừng bỏ nước kệ nó đi Khải. Quay quay kia. Ở đằng đây còn hai con cá rô phi bự nè. Thủy, xuống ngồi giữa đi để. Còn cá phi đây nha. Nhưng mà cá này cá 100% cá đồng thiên nhiên của mình. Cá chốt, cá rô, cá lóc, cá sặc đầy đủ. Coi, em coi cá lại cá nào. Đây, cả nhà thu hoạch nè. Một thùng. Ủa, còn cái xuồng lắm nữa nè. Mấy bạn ơi, cá này là cá rô phi thiên nhiên nha. Ở dưới nó nằm trong hang á. Mấy ảnh trời tua vô bắt hả, coi như là nó gãy coi như là chảy máu mũi luôn á mấy bạn, không thấy gì chứ cũng không dễ mà để đi xuống mò cá nha mấy bạn. Khổ dữ lắm. Đó, vô. Còn nữa không á thầy? Còn. Ôi, nhiều ý nè. Gì? Cái gì nữa? Cái gì đó luôn. Biết nhà mà hả? Không, có hai ổ thôi mà sâu rồi mà còn đòi đi nữa. Vậy là chưa vừa lòng anh Nguyễn đó. Bắt cá vậy là chưa hài lòng đó. Cái cây rồi nó trôi rồi. Cây ấy lưới rồi. Ở trong đây gần đại một xô cá này cả nhà, trong đây nó có cá rô mề nè, cá rô phi bự nè, cá lóc, cá chốt nhiều lắm luôn. Thì mình tạm thời kết thúc ở đây đi cả nhà, hẹn cả nhà vào clip ẩm thực, mình đi về nhà mình lựa cá rồi mình làm ẩm thực. Chị hẹn gặp cả nhà vào clip ẩm thực nha cả nhà, chúc cả nhà một buổi trưa vui vẻ, chào tạm biệt. Chào cả nhà. Sao chị Long? Cảm vui. Vui. Cô Long bữa nay biết là ốp mé là như thế nào chưa? Mình đi về nhà, bây giờ mình tranh thủ về mà làm ẩm thực, mình đổ cá ra coi cả nhà coi. Nhớ đón thêm tập tiếp theo nha cả nhà. Bữa nay anh Nguyễn chảy máu mũi chút bị sưng mắt. Cá đầm quá cả nhà.